Ui, làm quả hệ thống tời kinh chưa. Hôm nay chắc phải dã man nhỉ. Này giống ở bên mô gốc. Rồi, xin chào anh chị nha. Và hiện tại chúng tôi đang trên đường lên trên bãi bằng ở trên này. Ui, đây cảm giác ghê thế nhỉ. Trên bãi bằng thì có những loại đá chính là đá gì nhỉ? Không gì giờ. Nhưng trên loại này mời tất cả chúng ta cùng theo chân tôi lên trên bãi bằng. Đây là một trong rất là nhiều các cái bãi của mỏ đá quý Lục Yên, để cho chúng ta có một cái góc nhìn sâu hơn về đá quý, và cũng là chúng ta đi tới những cái nơi mà họ đang đào, họ đang khai thác, để chúng ta xem nguồn gốc của những cái viên đá quý chúng ta đang đeo, đang sử dụng, đang chiêm ngưỡng là như thế nào. Và mời chúng ta cùng trải nghiệm xem cái cuộc sống của những người dân ở trên này như thế nào, cái sự vất vả và sự khó khăn khi chúng ta làm ra được viên đá nó như thế nào. Và video này sẽ có rất là nhiều điều thú vị, mời anh chị chúng ta cùng theo chân tôi. Và hiện tại chúng tôi đang trên đường lên trên bãi bằng, và đoàn của chúng tôi thì gồm có 1, 2, 3, 4, 6, 7 người. Đi đầu là anh Thủy, là người chuyên làm vùng ở bãi này. Và bây giờ đi bộ lên cái núi này anh. Đấy, bắt đầu đi toàn đá. Và đoàn của mình thì có một bạn người Trung Quốc đi cùng. Hay vừa mới bước ra, mới dừng xe máy đi bộ. Đi bộ khoảng bao lâu anh Thủy nhờ? Tiếng rưỡi à? Ở trên này thì họ đang khai thác đá trắng rất là nhiều. Thế họ toàn xẻ cụt cả ngọn núi. Ở trên này thì nhìn toàn cảnh của thị trấn Lục Yên ở bên dưới thôi. Lục Yên của mình thì đá xung quanh toàn là núi xung quanh toàn là bằng đá hết, không phải đất mà toàn đá. Ui, cái đồi lau này mà gặp mấy chị em thì cứ để selfie thích nha, đẹp. Wow, ui trời, cái kia là nhà máy sao ấy? Nhà máy họ đặt ở dưới thung lũng nha. Xem nào. Ui, đi ra đây cảm giác ghê thế nhỉ. Ui, rộng đứng luôn này. Sợ thật đấy. Đẹp quá. Chúng tôi đang đi lên trên bãi bằng thì trên bãi bằng thì có những loại đá chính là đá gì anh nhỉ? Bãi bằng thì đá quý ấy. Chủ yếu là Sphinel, hồng phấn anh. Và ruby, sapphire. Ruby à? Ruby và sapphire. Chất lượng với cái số lượng trên này chắc là cũng nhiều. Vẫn khai thác được anh nhỉ? Dân khai thác được không? Ok, thì bây giờ đi theo chân anh Thủy và cùng mọi người để lên trên bãi bằng. Những cái tảng đá họ xếp này rất là nguy hiểm này. Cũng không rất có thể nó lăn xuống lúc nào thì rất nguy hiểm. Thì không có gì chắc chắn cả. Anh em phải hết sức cẩn thận đoạn này nhá. Mệt quá. Lúc lên đây đúng là như là thử sức khỏe, thử độ bền. Giờ chắc khoảng 10 độ thôi, lên núi còn lạnh hơn. Nên bắt đầu vã mồ hôi. Lên trên cao này là tôi thấy là bắt đầu là mất sóng. Không có sóng điện thoại, không có sóng wifi. Đi ở trong mỏ này coi như là mất liên lạc với thế giới đấy. Làm đi, quay đi. Đây. Lên đến đây thì mọi người cởi hết áo khoác rồi. Nóng quá, vã mồ hôi.
Ôi anh em ai uống nước này. Chắc đi được một nửa đấy nhỉ. Còn một nửa trên kia nữa. Này uống nước cái này. Quả gì rồi này. Này phải sắm cái ba lô như này này. Đi mới là chuẩn này. Đựng được à. Nhưng mà lên đây thì lên một hôm thì về chú nhỉ, hay là qua đêm. Nếu không có việc thì 2-3 hôm mới về. 2-3 hôm mới về à? Ừ, tuần. Mất công đi thế này mà. Đi đó. Đây anh em đang đào tay đào bộ này. Đào thủ công thôi. Đây là những nơi mà chúng ta, nơi mà gọi là tìm ra những viên đá đẹp, đá quý có giá trị cao. Đó là phía sau ánh hào quang như này đấy. Những người dân họ đang đi đào. Đào rất là vất vả. Thực sự rất vất vả. Đây là những cái hố này. Đào rất sâu, khoảng tầm 5-7 mét ở bên dưới này. Xong họ đào hầm chui ở trong này đây. Đây. Rất sâu bên dưới đó. Xong họ phải dẫn nước ở. Dẫn nước ở đâu đấy để về để dùng nước để rửa viên sỏi đi. Thì có thể là đá quý nó sẽ lẫn ở trong trong hàng ngàn cái viên sỏi. Thì cách phát hiện là phải rửa sạch đất và nhìn thấy có độ trong có màu sắc. Đây chính là đá quý. Này là cái kia đấy mà anh nhỉ. Ừ. Sao lên nơi cho anh nữa. Nửa đường. Nhiều gen ghê đây. Sắp tới rồi. Nghiệp vụ, nghiệp vụ đơn giản. Lắm không leo núi, bao nhiêu năm. Anh Thủy ở đây còn hay sang Khánh Hòa không? Anh có. Bây giờ họ kiếm đều. Không bỏ lên đâu, tôi không đi nổi đâu. Vác 30 cân lên trên này, mình đi không lại chết. 9 cân thì hồi 50 cân là sao đi nổi. Này thế mà bên bay. Sắc quá, toàn những lưỡi dao, chật sảnh chân cái này. Anh em nào mà to béo ấy, chắc không đi đâu. Đây toàn anh em gầy thôi, hả? Có nắng ngón không? Ở đây là một trong những căn cứ mà để người dân họ đi lên trên bãi trên này họ nghỉ ngơi. Đây là cái nán để nghỉ dừng chân. Chúng tôi mới đi nửa đường thôi. Đi từ 8 giờ bây giờ 9 giờ 15 rồi. Hơn một tiếng rồi. Chưa đến nơi. Không biết là đến nơi có cái gì đây. Đây là cái mức độ sắc nhọn của đá tai mèo này. Đấy. Chúng ta đi là chỉ bước qua những cái cạnh như này. Sắc lắm, không hiểu sao. Rất là sắc. Như thế này thì mình hiểu là tại sao người tiền sử người ta dùng đá để làm dao, rìu, búa, công cụ. Vì nó rất sắc. Cắt thịt, tôi nghĩ cắt thịt rất là dễ. Hình như là có tín hiệu rồi. Tới nơi thì phải. Có một cái bãi rất là to ở phía trước, nhưng chắc là không có người làm vì chính quyền làm rất là gắt, cấm khai thác mà. Nên là những cái bãi mà người dân họ đã làm trước đây. Ui, khá là rộng đấy. Có lẽ là mình phải nhảy xuống đây mình thử vận may thôi. Xuống đây xem. Dần sỏi thôi. Quả cầu này đi kiểu gì đây? Nhiều quá nhỉ.
Ui. Ôi trời. Nhiều đá đấy. Này làm sao mà biết được tìm nó ở đâu nhỉ? Đây này. Anh chị nào ở mua đá rẻ này thì lên vác xe ben đây tự đào nhá. Không có đá quý rẻ đẹp đâu. Đây lấy một cái nán ở phía trên này rồi. Hôm này chắc là chứ đâu mình đi nhầm đường hay sao nhỉ? Đi nhầm đường rồi. Nhầm. Ủa, hiện tại thì là không khai thác, thì chỉ là các cái bãi mà đã khai thác từ trước rồi. Chúng tôi chỉ là đi để tham quan xem là cái nguồn gốc của chúng ta như thế nào. Cái củi lý sao? Cái củi đá. Chỗ này cháy lắm này. Hàng này cắt ra sáng lắm đấy nhỉ? Lửa đẹp. Hơi tím nó xanh xanh tím lavender này thì nhiều tiền. Cá mày luôn, nó chắc cực kìa, nếu mà mày cứ 2k mày ăn đứt. Bao tiền á? 8 triệu. Speak you now, little. Cái này là Sri Lanka, gọi là Paparacha đấy, hồng cam. Yeah. Paparacha của nữ hoàng Anh. Hồng phấn. Cái này thì có lỗi, chắc được cái màu nó hơi lạ. Pinel màu này thì hơi lạ. Màu này hiếm đấy. Hơi hiếm. Ngoài hơi đậm. Cũng có tí hồng, có sắc hồng trong. Hồng nhạt, nó cứ không nhạt. Nhưng mà lỗi. Cái này là phần này là very far. So very far. So much far. It's not too here near here. Yes, very hard. Very hard. So what the stone you looking for? Pinel, BB, Sapphire. How do you feel back here? Nó có chúng tôi đã mua viên màu cam để chào bọn nó nhé. Không có. Có từ 200 ai có để có từ em không có. Không có. Anh nhá. Dạ. Có gì ấy thực sự là người đào thì họ rất là vất vả, họ tốn rất là nhiều dầu để đào ra viên đá, nhưng mà thực sự là viên đá chúng tôi mua là để giao lưu. Nhưng họ rất là vất vả, những viên đá này thì chúng tôi về bán chắc không được cái giá mua đâu. Vì nó lỗi mà. Mua 4 triệu về chắc chỉ bán khoảng 1-2 triệu. Thế là may mắn. Nhưng mà họ... Ok anh. Đây vì sao, lý giải vì sao được gọi là bãi bằng. Bởi vì là núi rất là cao. Nhưng mà lên đây tự dưng lại có một cái bãi nó rất là bằng ở giữa cái đỉnh núi này. Thì gọi là bãi bằng thôi. Ở đây có rất nhiều bãi, rất nhiều tên bãi, mà cái tên bãi thì nó cũng rất là gọi là có cái sự tích của nó, mỗi bãi đều có sự tích riêng. Sâu nhỉ, bãi sâu thật, quá sâu, bãi này phải mười mấy mét nhỉ. Nó mang chúng tôi đi xem là có cái viên đá ở dưới này không nhá. Ở đây chắc họ làm hết rồi. Đỏ thật đấy. Các bạn có viên nhỉ? Có viên nào cho em mượn ngay. Pixel. Ui,
bạn có viên đỏ to đùng đây. Cái kia đường viên anh được xe không? Anh hoa, hoa chuối thì đơn giản nên đi lấy có rồi. Anh có rồi. Công nhận là đi tìm cái này nản nhỉ. Quá vất vả. Cho ông nào cào cào cong đít kìa là ông ngân hàng chiến sĩ thế là không lo. Hiện tại là không có ai làm ở đây. Có gì giao lưu tí nhá. Những cái bãi này là họ đã khai thác từ trước rồi. Ớt à, ơi trời. Ớt trên này ăn thì thôi, cay, xe lưỡi. Và nhà sàn đẹp quá nhỉ. Có nhà có ao ở trước này, phong thủy quá đẹp. Tựa sơn hướng thủy. Củi gỗ đầy đủ. Ở đây chỉ có các món luộc thôi, không có món gì đâu, nhưng mà lên trên này ăn chắc ngon lắm. Đấy, thịt đây, đấy, thịt này chỉ tí để luộc thôi. Mất 3 triệu rồi. Không ăn thì để thôi. Thịt, thịt, thịt. Vâng, chúng tôi lên đến nơi thì là khoảng tầm gần 10 giờ. Di chuyển mất khoảng gần 2 tiếng. Vì chúng tôi không đi quen như các bác ở trên này. Các bác đi khoảng tầm 1 tiếng hơn 1 tiếng thôi. Chúng tôi phải mất gần 2 tiếng đến nơi. Ôi, ở trên này không khí trên này rất là trong lành, rất là thích. Cái bãi này rất là bằng. Người dân họ sẽ làm ở trên khu vực này. Đây là tất cả những cái bãi mà người ta đã khai thác từ trước rồi. Hiện tại thì chắc chỉ đi xét lại thôi, chứ không có khai thác đá mới ở đây. Nếu mọi người chỉ đi kiểu như là bới lại thôi, chắc là cái tỷ lệ chắc là khó lắm, may mắn thôi. Bới như này thì liệu có khi nào chị nhìn thấy viên đá chưa? Rồi em thấy nó cứ kiểu nó xa vời thế nào ấy. Nó cứ kiểu như kiểu là đi làm một cái công việc mà không có mục đích, không có kết quả, không biết có kết quả hay không ấy. Kiểu như là nó thực sự là như mình nản lắm ấy. Rất muốn tìm một cái vận may ở đây nhưng mà tôi nghĩ là quá khó khăn. Tỷ lệ cơ hội mà đào được viên đá chắc là như kiểu là tỷ lệ sẽ đánh ấy. Chị đã bao giờ đào được viên đá nào chưa? Chưa. Thực ra là bỏ tiền ra mua thì chúng ta có thể mua được, chứ còn những cái cơ hội ở đây thì dành cho những người thực sự là kiên nhẫn, những người gọi là có sự cần cù kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn thì may ra mới có cơ hội để có thể là chạm tới được cái viên đá quý. Còn như mình đây lóng ngoáng như này thì nhìn thấy đã thấy chọc được vài phát đã thấy nản rồi, đúng không bạn? Ông bạn này chuẩn bị cái kiểu tìm nước cho xem ạ. Ta sang ngành đá quý này. Chị đã thấy viên nào to to chưa chị? Đá sáng này không thấy đâu, đá chín sáng rồi chưa thấy á? Thì nhỏ nhé, đại lại thôi chị nhỉ. Làm thủ công này thì lâu quá nhỉ, không dùng rồi á. Em tưởng là phải bãi to xong mình ngồi mình ấy chứ. Cái này đá gạt đá làm cái que gạt gạt cho đỡ ấy, đỡ mòn tay. Cái này chắc chị lọt ra đây. Đây là có cái gì? Cái xì thôi. Úi, đấy các ông chê đá này. Các ông chê đá lỗi này lỗi kia đi. Lên đây đào đi. Các ông lên đào xem có thấy đá không. Sự là có quá khó khăn đấy. Khai thác được viên đá không dễ một tí nào. Đâu? Xương máu ấy. Đá. Sapphire đấy, sapphire. Đấy, nó chỉ có như này là sự cố gắng rất là nhiều rồi đấy. Mà cũng bao nhiêu kia, bằng đánh máng kia mới có chỉ đẹp. Bao nhiêu là nhân công, dầu máy, dầu mỡ. Emerald. Này với Emerald thì thôi rồi. Nhiều tiền quá nhỉ. Tự dưng đang đào đào thấy viên màu đẹp này giật mình thế đấy.
Chả chị nhá. Ừ. Cái gì đấy? Cho ăn rồi. Đúm. Đoạn nó hơi già. Cái này là cây đũm nhá. Đấy, các bạn ấy ăn cây rừng. Ăn cây rừng để cho đỡ khát nước. À đúng rồi, nước trên này nước ở trên này không phải lọc. Trên này là đầu nguồn rồi, rất là trong. Tí nữa để tôi đi uống nước cho mọi người xem nhé. Nước trong veo luôn. Hơn cả La Vi ở dưới thành phố. Sắc chưa? Đấy. Tảng đá. Ăn ngon lắm. Hay biết. Ăn được cháp nữa. Chào mọi người. Này bóc ra đúng không? Bóc ra đi. Ngon phết đấy. Ngon. Trên này sao chưa nhìn thấy con dê nào anh nhỉ? Thấy nhiều. Dê nó có lên đây sao? Lúc mình đi thì nhiều phân dê lắm mà chưa nhìn thấy con dê nào. Ai chà chà. Cái nán. Cái nán này chọn phong thủy quá đẹp. Trước cửa toàn những các nhũ đá này, như kiểu trông gai. Đằng sau. Đằng sau là núi cao. View đẹp. Đây để một cái hồ trước cửa. Các bác đây tính phong thủy rất là kinh ấy. Nước để chứa toán. Chọn vị trí chị chọn vị trí vị thế rất tốt. Hơn cả thầy phong thủy. Đấy rau thì trồng sẵn luôn này. Đấy rau này như là rau su su ấy nhỉ. Su su đấy. Trên vách đá. Đây không biết nước ở đâu để làm tí nước 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 lọc ở trên đầu nguồn nhỉ. Trên này không phải lọc đâu, nước trong lắm. Đẹp chưa? Đấy. Đẹp quá nhỉ. Cái này mà làm món sườn chua dọc mùng thì ngon lắm nhỉ. Cái này mùng ăn được không? À không ăn được. Dại à. À đây. Có sẵn chanh này ăn thịt gà này. Đây cây chanh. Cái nghỉ hết rồi nhỉ. Ui, làm quả hệ thống tời kinh chưa. Ui, dã man nhỉ. Này giống ở bên Mô Gốc. Bên Myanmar nó cũng khai thác kiểu này. Sâu hoảm dưới nó đào hầm dưới. Mấy chục mét nhìn lên đoạn dây kia kinh nhỉ. Giới thiệu với anh em đây là một cái công trình thế kỷ. Cái hầm đường hầm rất giống ở bên bên Mô Gốc, bên Myanmar họ khai thác. Thì Myanmar khai thác cái hầm như này mà tôi nghĩ là cái hầm nó sâu mấy chục mét, sâu tít như dưới này rồi. Đây sạch. Đây dưới nhá. Cua. Sâu lắm không ạ? Đi phải tay quay ra. Ghê luôn, chéo cẩn thận. Nhìn dây biết này. Ừ. Đây dây này mấy chục mét này. Hay chưa? Này. Sâu hoảm bên dưới này luôn. Ui. Mình không nghĩ là Việt Nam mình cũng khai thác như nước ngoài luôn. Hay thật, các bác quá là siêu. Ui, không biết là đá này thì làm sao mà đào qua được nhỉ? Cẩn thận nhé, ông khoanh xuống được rồi. Đây là viên đá mà trước đây đã được khai thác ở trên mỏ trên này. Campuchia. Đây là viên hàng spinel hồng phấn, loại rất là đắt tiền của Việt Nam, rất hiếm. Đẹp nhỉ, lung linh nhỉ. Tăng sáng một tí. Không rồi, kệ, ngày sáng rồi. Nghe được mấy cái? 6-7. Kinh, to nhỉ. Đẹp nhỉ. Đúng là đẹp như thiên nhiên ở đây. Đây nha các bác nhá, không phải nói điêu là đi vào đây là mất sóng luôn. Không có vạch sóng nào. Gạt xuống nhá. Đây, ok. No survive. No service. Hoa chuối lộ nhỉ. Thì là món lộm hoa chuối. Hai hoa mà, một cái nữa đâu anh? Một cái này thôi. Tí lợn luộc và lộm với hoa chuối này quá tuyệt vời. Tầm này ăn đói ngon lắm này. Đây có rất nhiều hoa chuối thao ăn lộm. Này ở đây là có 1 2 3 4. Giới thiệu với anh chị là nước trên này là uống trực tiếp luôn nhá. Hơn cả nước lọc La Vi dưới mình nhá. Uống luôn này. Mát lắm này. Này ngon hơn nước lọc nhiều. Phải dần mát lắm. Được cái phích. Mặc cái phích thôi.
Mát thật, nước này có 10 độ, mát quá. Đây, nước lọc miễn phí chảy suốt ngày đêm luôn, từ trên đỉnh núi. Nước này mà nếu mà có startup nào mà làm về nước lọc ấy, dòng về thành phố bán thì chắc là nhiều tiền lắm ấy. Sạch hơn cả nước lọc ở dưới Aqua đấy mình. Ôi thối mẹ ơi, Đức ơi. Ở đây trên đỉnh núi thôi mà. Nhưng mà cái nguồn này dòng về có xa không anh? À, nó từ đây là hơn 4 cây. Úi dồi ôi. Thế các bác cũng bắt dây thì cũng phải hơn 4 cây số ở nước đây á. Ây da. 450 triệu một đường nước đây, chưa tính công đâu. Dạ. Riêng cái điện ống nước này đã không đơn giản rồi. Thế là tít ở trên đỉnh núi cao hơn đây. Được chưa? Ở cao hơn. À, tít trên này. Nó nếu mà tính nó chênh độ chênh. Đi xem nước là phải gói cơm đi. Ây da. Dã man nha. Nước này là từ các bãi chuối ra đúng không? Chuối lọc thì tốt rồi. Ở đây là bếp của anh em này. Anh em đang chế biến thức ăn để buổi trưa nay anh em chúng tôi ăn cơm ở đây. Đây anh ấy rất là khéo tay. Đang cắt thịt rồi anh? À khoai đây ạ. À khoai. Đấy, bếp rất là... rất là ấm cúng. Có cả khoai nữa nhỉ. Ui, nóng quá. Xem món gì đây. Ấy, thịt lợn luộc nhá. Ui, con này quả ba chỉ ngon đấy. Đi chấm mắm ớt thì quá tuyệt vời. Làm bát nước chấm thần thánh. Chấm cả thế giới luôn. Ấy xa. Nướng này chín được không anh? Quả nướng lâu thì nó... Chắc tí để cào than ra. Ở trên này đúng là không có phụ nữ nội trợ, không có bóng dáng của phụ nữ, toàn là anh em. Anh em là đông. Nghiêm cấm không cho lên đây được. Không cho phụ nữ lên. Lên đây hết việc. Hỏng hết việc. Hết việc. Anh em phải giữ sức thì làm việc đúng không? Ngày quần 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 thế, sức đâu ra nữa. Tuần phải thăm một lần rồi. Thế rồi, chỉ cần thế thôi được. Thế thôi, tuần lần là quá ổn rồi. À, chấm nhìn đã thấy ngon này. Thế bao khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hôm nay thì cần gì để món ăn gì nữa. Thế ớt với cái gì đây anh? Ớt với hành với mùi tẩu. À, mùi tẩu. Thơm thế nhỉ? Đây gọi là chấm hết đấy. Chưa. Thái luôn ở trên lá chuối đấy, ngon này nhỉ? Ở đĩa này. Ôi xài cái này chấm... chấm mấy cái nước chấm này thì đúng là chấm hết luôn. Chấm hết luôn. Đấy. Ủa xoài cũng ăn. Ngon thế. Chỉ là đến luôn. Đấy, nước chấm này chấm hết đây này. Quá xịn sò luôn. Ăn luôn nha, mời các bác nha. Tướng nhỉ. Về thích nhéo ăn rồi thì ngon thế. Chân giò vừa nướng anh nhỉ? Chân giò đúng không? Chân giò đấy. Ui giời ơi, ngon thế. Nhiều thế nhỉ. Ui giời ơi. Đúng tầm đói ăn quả này, quá phê. Ngon nhỉ. Canh măng. Ui, canh anh cứ đi khuya đi. Ăn trên này ngon hơn cả nhà hàng dưới Hà Nội chứ đùa đâu. Nhỉ. Dạ, ngon luôn. Hà Nội tuổi gì đúng không? Riêng Hà Nội nộm cái chân giò này thì không không phải tuổi, không đủ. Không đủ đẳng cấp nhỉ. Đầu bếp đây mới đẳng cấp, ăn thử em biết. Đã thấy nhìn thế này chắc khóc cả tiếng bán luôn. Và rượu này ngâm cái cây gì đây? Khúc khắc, khúc khỉu. Người ngủ của thức. Chắc là ba kích rồi. Không có rượu, không có rượu. Cho anh con giấy. Không, phát cho rồi. Anh yêu này, cứ làm cái Không. Cấu thử không biết không? Không cho nên mỗi người biết ngay. Nên bảo không có nhiều. Ôi thơm đấy nhỉ? Lá này thơm nhỉ? À, lá cái hạt rổi. Lá rổi. Lá rổi. Hay nhỉ? Mấy cái hạt rổi, hạt lấy rồi, hạt rổi. Rồi nhặt ở đường bảo mấy này không mang lên. Hạt rổi do nhà máy dê sản xuất. Đây đấy mà. Nó họ quái ở đấy, phơi, nhặt cũng hết. Hơn chơi rất rủ à? Tầm này nó đói rồi. Thôi mày tất cả anh em ly rượu đi. Làm xong nhầm bấm đi. À đây. Thế uống đi. Quấn vào lá nhỉ? Quấn vào lá đi. Lá đu đủ à? Thánh đu đủ à? Thánh đu đủ. Ok. Ăn nha nào.
ngon ngon. Đây đây ấm nhỉ? Đỏm sáng á. Đấy. Mở đây cửa ra thì đấy bỏ qua đây. Để cái cửa lách ở trên đấy, trên trên. Không, đây này mình phải chịu khó ra công là anh nói anh làm đây đùa ở đâu. Trên tầng 3 em cũng để một cửa sang chỉ cần tôi gần nhảy phát qua lóc nhà là tóm là có lỗ hổng. Tóm lại là chúng qua lại nhiều rồi. Anh nha, tôi phát hiện ra một cái viên rất là nhỏ này, nhỏ xíu. Hơi màu đỏ mắt tôm. Đấy. Chắc là ruby đấy. Cái này mà to lên thì nhiều tiền lắm. Với tội nhỏ quá. Cái này mà sau một trận mưa rào là rất dễ có thể là nhìn thấy viên đá nó trơ ra, nó sạch các cái bùn đất thì sẽ nhìn thấy cái màu sắc nó sáng lên ấy. Khả năng là ta dễ có thể nhìn thấy được viên đá quý ở lộ thiêng. Đây cái phần như này thì chắc là ngày xưa khai thác hết rồi, nhưng bây giờ dân họ lại làm lại, họ lại bới lại. Thì ngày xưa thì cách đây khoảng 5-7 năm trước thì spinel thì không có giá trị lắm, không quan tâm lắm, thì đào được thì kiểu họ cũng nhiều khi không nhặt viên nhỏ nhỏ, họ chỉ nhặt những viên to thôi. Thì bây giờ nó còn lại spinel thì người ta lại làm lại, đào lại. Đây anh bạn này, anh ấy đang mọi người đang nấu cơm mà anh đi xuống đây anh đào cũng là đi anh cũng tìm được một số cái viên đá phát xét này, cái bé này ruby spinel này. Đấy. Thật ra thì nó vẫn có đá đấy, chăm chỉ vẫn có đấy, nhưng mà nó chỉ là những cái chất lượng phong thủy thôi. No big size. No big size, small size. Small small size. À, sau khi ăn uống xong thì chúng tôi đi xuống bãi để xem là anh em có ít xỉ những cái đá có chất lượng bình thường thôi, phong thủy thì mua ủng hộ anh em. Thì tôi có mua cái lô này để mang về xem có cái gì bé bé xíu xíu để tìm để chơi thôi, chứ còn không có hàng chất lượng cao ở đây. Tôi cũng mong là anh em có hàng chất lượng cao thì sẽ liên lạc với chúng tôi. Hoặc là anh em nào đang trên mỏ mà có xem video này thì có hàng chất lượng cao thì hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhiều ruby phết anh nhỉ? Cái này nó nẹp nào? Chưa xoay nào luôn. Thực sự lên đây đúng là như đi tu, không có sóng. Xmax lên đây sóng kém lắm, nó có sóng 3 mắt đổ lên rồi sóng căng căng tí. Máy có khả năng không có sóng mà cũng không có chỗ để tiêu tiền, không có chỗ để làm gì. Không có một cái gì. Cái loại Nokia 111 cũng y. Mà cũng chẳng có wifi. Ví dụ như không có sóng cũng wifi được. Rồi, chắc có sóng. Đây Oppo bắt khỏe lắm. Android. Không phải đâu. Oppo tốt đấy. Nhưng đây thì đúng là không khác gì tu thật. Đấy. Không kết nối gì với ngoài. Đang bảo thằng cảnh sen nó hạ chạm thế này. Giờ làm một chạm. Bây giờ đã là tầm 3 giờ chiều rồi, chúng tôi bắt đầu đi xuống núi thôi. Và bây giờ cái quãng đường đi xuống thì cũng rất là vất vả, rất là mệt. Và trong cái chuyến đi lên núi, lên bãi lần này thì chúng ta không mua được cái viên đá thô là đẹp. Thế nhưng mà cũng chúng ta có một cái trải nghiệm rất là đẹp. Và chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan hơn về cái nguồn gốc đá quý của chúng ta. Và một ngày của chúng tôi đã kết thúc. Và xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi suốt cái hành trình của chúng tôi. Và video sau chúng tôi sẽ làm những cái chúng tôi sẽ quay những viên đá quý đẹp để chọn chúng tôi săn được trong chuyến đi lần này.